đông người đi ở trên thì không đông, đi thì nó cứ đi như nó tạt ngang thì đông nữa, cứ theo nhau đi là cứ tạt xe, mình đi sát mà nó tạt xe. Oh.
dưới đây là một cái cửa hàng mộc dược cổ, bây giờ nó đóng cửa rồi. Đóng cửa như cái bàn ngồi bên ngay đầu này nó ngon đấy luôn nhỉ? Ngon luôn, không có pha phía gì. Thấy là nó có vặn cái vòi, là cứ mỗi người mang cái can 2 lít, 3 lít, 5 lít, cả chai chứ. Xóm mình nhờ mua họ, xóm nhờ mua họ cho mấy cái chai cái lọ vàng ở đằng trước cái xe ba mét nhà trông giống một cái ông đi buôn ấy, xong rồi lấy cái ni lông này cuộn là cái nút ở trên ấy, xong rồi để cho nó khỏi sóng xanh ấy, xong là buộc như nào phải là cái ngày thí dụ 30 tháng 4 năm mùng 2 tháng 9 ở nó vừa nghỉ mà này còn vừa ấy nữa thì uống xong về lại còn cho thí dụ uống ngon còn cho thêm tí đường ngoáy cho nó đậm hơn nó dễ say. Thời kỳ mà cái chỗ này đường nó vắng tanh có cái gì đó bẩn thỉu đường gao về mà mỗi cái đoạn dưới Bách Thảo kia là còn khá rồi. Tỉ lắm, không có nhà cửa gì như thế này đâu. Bây giờ nó mới kinh khủng này, nó trở thành đất rồi chứ. Bia hơi, bia hè này. Ngày xưa không có quán bia hơi, nó bán như này chứ quán này chẳng ai người ta đi mua như thế này. Không có cái thằng nào bán như thế này. Bây giờ là nó cho kinh tế thị trường nó mở ra người ta mua. Đầu tiên là bán cái hàng nước, xong rồi mở bán cứ dần dần bán nhiều lên nên nó cũng không có thu thuế, nó không cấm không phạt, thế là nó lại bắt đầu nó phá hỏng vỉa hè, nó lô nhô ra nhà nào cũng nhô nhô ngoài một tí, cho cửa hàng của mình nó đẹp ấy, thế là mình vỉa hè mất luôn, mất vỉa hè rồi lại thò ra thụt vào rồi sau chiến tranh nữa, nó đổ nát, thế là xây nó thoải mái. Ai cũng thông cảm. Của nó sẽ đấu tranh là ai thông cảm nhau. Thôi mày thực ra thỏ vào trong vấn đề thì cho mình cái nó ra. Trước đây nó sâu lắm, sâu quắm rồi đấy. Đường đấy xấu mà nó sâu quắm, cây kia cả đấy.